Không được nữa. Im đấy.
được mà. Nhưng mà sắp sửa chậm vào được lộ 12 sẽ tìm lộ biển, nó có chỉ dẫn đầy đủ của mình. Chị ơi, chị cho hỏi đường này đi Sơn La đúng không ạ? Đi thẳng đường này Sơn La phải không ạ? Vâng, cảm ơn chị nhá. Còn 5 cây nữa, nó rất chuẩn. Cái người thì có mùi trâu, phân trâu, và chịu được. Đường đi đâu?